Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Mình giới thiệu về cách mà chúng ta tự học cái thằng Flutter. Ở bài trước, bài số 51 thì mình đã có một cái video ngắn mình chia sẻ cách mà các bạn phân biệt cũng như là chúng ta làm chủ hai cái thằng widget có tên là expanded và cái thằng flexible trong cái thằng Flutter, đúng không? Hai cái thằng này tính chất nó khá là giống nhau, còn nó khác nhau như thế nào, cái tính chất của nó ra sao thì mình đã chia sẻ trong cái video trước rồi. Bạn nào chưa xem thì các bạn có thể vào trong cái phần danh sách phát của mình bài số 51 để theo dõi lại nhé. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ như đã hứa, đúng không? Vậy là trong khoảng chục cái video gần đây trong cái loạt bài mình chia sẻ cho các bạn thì mình đã giới thiệu cho các bạn lần lượt những cái widget cơ bản cũng như là phổ biến nhất, quan trọng nhất mà các bạn cần phải nắm khi mà chúng ta bắt đầu xây dựng giao diện với lại cái thằng Flutter, đúng không? Mình nhắc lại. Đây, chúng ta đã có thằng column, thằng row, đúng không? Thằng stack này, expanded này, flexible, position, đúng không? Align và cái thằng center, đúng không? Đây các bạn nắm cho mình 2 4 6 8 cái thằng này. Đó, trước khi mà chúng ta muốn tất nhiên là nó sẽ có những cái widget nó phức tạp hơn, nhưng đây là những cái widget cơ bản và phổ biến nhất để giúp các bạn có thể xây dựng những cái giao diện nó đơn giản, đúng không? Thì các bạn cần phải nắm trước cho mình 8 cái thằng này. Đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ kèm với những cái ví dụ như là text này, bottom này, đúng không? Rồi thì padding, margin, đó những cái đó thì mình đều chia sẻ rồi để chúng ta có thể lập thiết kế những cái giao diện theo những cái mong muốn của chúng ta. Thì cái cách học đó là các bạn có để các bạn có thể làm chủ được cái thiết kế giao diện của cái thằng Flutter ấy, thì các bạn cứ có thể các bạn lên trên mạng các bạn tìm kiếm cho mình những cái bức ảnh design, đúng không? Sau đó thì các bạn tập làm theo. Làm thế nào để chúng ta sử dụng những cái widget gì của cái thằng Flutter nó cung cấp để chúng ta xây dựng được một cái giao diện như vậy, thì dần dần các bạn sẽ nâng được cái trình độ của các bạn lên. Đây mình ví dụ nhá. Đây mình chỉ ví dụ cho các bạn cái cách mà các bạn có thể tiến bộ nhanh nhất với một cái ngôn ngữ lập trình nào đấy thôi. Đây ví dụ. Đây các bạn có thể lên trên mạng các bạn sưu tập những cái giao diện như thế này. Tất nhiên là đầu tiên thì nó cơ bản thôi, nó chỉ ít thành phần thôi. Nhưng dần dần đúng không? Từ cơ bản đến nâng cao thì các bạn sẽ đầu tiên thì các bạn mới học thì chúng ta phải làm quen được với những cái, chúng ta phải làm được những cái giao diện nó đơn giản đã, sau đó thì chúng ta mới nắp ghép từng thứ vào, chúng ta mới xây dựng những cái giao diện phức tạp, đúng không? Đây mình ví dụ như đây mình có một cái bức ảnh thứ nhất này, hoặc là đây bức ảnh như thế này, đó kiểu như vậy, đúng không? Vậy thì các bạn tự đặt ra, nếu như mà các bạn đã tìm hiểu những cái widget cơ bản của cái thằng Flutter rồi thì bây giờ ví dụ như giao cho các bạn một cái bức ảnh như thế này thì các bạn có lập trình được những cái giao diện nó cơ bản như thế này hay không? Ok, đó thì đây sẽ là một cái video. Ở cái video này và cái video sau thì đây mình sẽ chia sẻ lần lượt cách mà chúng ta xây dựng giao diện. Đầu tiên trong cái video ngày hôm nay đó là cái bức ảnh này, đúng không? Thì đây đầu tiên là các bạn nhìn, các bạn thấy rằng các bạn có thể phân tích được ở đây chúng ta có một cái bức ảnh nó gồm có hai thành phần. Thành phần đầu tiên nó là một cái image, nó nằm phía dưới, đúng không? Nó chính là cái nền. Phía trên đây chúng ta có một cái, các bạn có thể có một cái dialogue hay là có một cái card đi, đúng không? Nó bo góc ở bốn góc này. Background của nó là màu trắng. Ở trong nó thì nó chỉ có hai cái text thôi. Một cái text ở trên nó là cái title, còn ở dưới là cái description. Đơn giản như vậy thôi. Và cái card này nó lại nằm trên cái nền. Đây các bạn nhìn thấy nó đè lên trên, đúng không? Thì khi mà nhắc đến cái tính chất mà cái có một cái widget nào đó nó đè lên một cái widget kia thì chúng ta phải nhớ ngay đến cái thằng stack, đúng không? Đó mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Đây, cái thằng row này, thằng row là sắp xếp bố cục theo chiều ngang, column theo chiều dọc, còn cái stack sẽ là những cái bố cục đè chồng lên nhau, đúng không? Chúng ta kết hợp với những thằng bên dưới này để chúng ta xây dựng giao diện. Rồi, đây, đây là cái ấy nhá, đây là cái ảnh mẫu nhá, demo nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái giao diện đơn giản như thế này, đúng không? Cái thằng image ở dưới này thì mình chưa có cái video nào mình giới thiệu cho các bạn cách mà các bạn load một cái image, đúng không? Lên trên cái thằng Flutter. Thì mình sẽ có một cái video mình sẽ tách riêng ra. Thì tạm thời các bạn có thể bỏ qua cái thằng widget image đi. Chúng ta sẽ sử dụng một cái container và chúng ta set màu cho nó cũng được, làm cái nền. Ok. Rồi. Đây, trong cái thằng hàm widget của chúng ta, đúng không? Build thì mình đây mình đang return ra một cái thằng container. Ok. Rồi. Ở đây thì mình sẽ set cho nó nhá. Đây chúng ta sẽ thay thế cái container này bằng một cái stack luôn cũng được, đúng không? Các bạn sẽ return luôn cho mình cái thằng stack. Cái thằng stack tính chất của nó và sử dụng như thế nào, bạn nào chưa xem thì các bạn vui lòng các bạn xem bài số 50 nhá, giúp mình.
Ok rồi, stack này, trong cái thằng stack này thì đây, bây giờ cái ảnh thì mình sẽ khai báo một cái thằng container và mình set màu cho nó làm cái nền thôi, đúng không? Đây, các bạn khai báo cho mình cái children. Những cái thành phần nằm trong stack nó sẽ nằm trong cái mảng children, mảng đây hoặc vuông, mà nó sẽ phân cách với nhau bởi dấu phẩy. Rồi, đầu tiên chúng ta có một cái container, đúng không? Color, ví dụ như là mình sẽ để color chấm green. Ok chưa? Rồi, đó, chúng ta có một cái container như thế này, rồi các bạn sẽ xem thử xem cái kết quả. Đó, đúng không? Vậy là đơn giản, đúng không? Chúng ta đã có một cái nền ở phía bên dưới rồi. Thì nếu như mà các bạn học được cách mà chúng ta hiển thị một cái ảnh lên thì chúng ta chỉ cần nhét cái ảnh đấy vào trong cái thằng container này thôi, đúng không? Đơn giản. Đó. Thì hẹn gặp cái image, cái widget image mình sẽ giới thiệu trong một cái video riêng biệt. Rồi, tiếp theo, bây giờ đến cái thành phần phía bên dưới, đúng không? Chúng ta có một cái card bo góc ở bốn góc, đúng không? Cái card hình chữ nhật, đúng không? Thì đây chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chúng ta sẽ sử dụng một cái, đây các bạn gọi cho mình cái card đây, đúng không? Đó thì các bạn làm quen với lại cái thằng card này. Rồi, ở trong này các bạn sẽ gõ cho mình cái thuộc tính shape này, các bạn sẽ chọn cho mình cái thằng round, đây round rectangle border. Đó. Rồi các bạn xuống dòng, các bạn sẽ chọn cho mình cái thằng border radius này. Rồi các bạn gõ border radius chấm đây, circular, đúng không? Đây chính là cái độ bo của bốn cái góc của một cái card đấy. Thì ví dụ như đây mình sẽ để 10 pixel như thế này. Ok rồi, đây các bạn xem, nó chưa có content ở bên trong, đúng không? Cho nên là các bạn chưa nhìn thấy cái card này. Rồi ok, đây chúng ta sẽ trong cái card này thì mình sẽ sử dụng cái gì? Trong cái card này thì các bạn thấy rằng chúng ta chỉ cần, đây chúng ta có một cái text và một cái description ở phía bên dưới, hai cái thằng này nó sắp xếp theo chiều dọc, thì các bạn sẽ nhét nó vào trong một cái thằng column thôi, đúng không? Đây cái thuộc tính try của cái thằng card thì các bạn sẽ gõ vào đây cho mình một cái column. Đây column. Rồi, trong column thì các bạn lại khai báo try children của nó, đúng không? Thì các thành phần children nó sẽ phân cách với nhau bởi dấu phẩy. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái text. Rồi, ví dụ như mình sẽ để cái title ví dụ như là team coder. Coder, ok chưa? Rồi ở đây thì mình sẽ có một tí chỉnh sửa nhá, cái thằng style. Chúng ta sẽ sử dụng cái text style, những cái này mình đã giới thiệu rất là chi tiết trong những cái video trước rồi, đúng không? Kích thước chữ này, ví dụ như là mình để 30 pixel. Tiếp theo đó là cái kiểu chữ thì mình sẽ để cái thằng font width chấm là kiểu in đậm bold. Ok chưa? Đây chúng ta thêm một cái thằng modifier constant ở phía đằng trước. Rồi, đây chúng ta sẽ thử ngó qua cái thằng giao diện một tí. Đó. Đúng không? Đây các bạn thấy rằng cái card của chúng ta nó đã bo góc bốn góc rồi, ở trong nó đã có một cái text rồi, đúng không? Tất nhiên là nhìn nó đang hơi bị xấu một tí nhưng mà không sao, đúng không? Các bạn cứ từ từ. Rồi, tiếp theo, phân cách với nhau bởi dấu phẩy này. Đây mình sẽ copy cho nó nhanh nhá. Copy. Rồi, cái text bên dưới này thì mình để không để cái kiểu in đậm nữa, mà mình để cái kích thước nó nhỏ hơn một tí, ví dụ như là 20 pixel thôi. Ví dụ như là cái text ở đây mình sẽ thay đổi một tí, ví dụ như là kênh chia sẻ lập trình Flutter miễn phí, ví dụ như vậy chẳng hạn, đúng không? Đây mình sẽ copy cho nó dài dài ra một tí. Đây mình sẽ xuống dòng này. Sorry các bạn. Ok chưa? Rồi, đây chúng ta sẽ ngó qua giao diện một tí. Đó. Đúng không? Đó, tất nhiên là nhìn nó sẽ hơi bị xấu một tí, bây giờ chúng ta sẽ căn chỉnh. Đây ví dụ như các bạn muốn cái thằng text description ở phía bên dưới nó sẽ cách cái thằng title ở trên một chút. Thì đây chúng ta sẽ chèm vào trong hai cái thằng text này, chúng ta sẽ có một cái thằng gọi là size box, đúng không? Size box thì các bạn sẽ set cho nó cái head. Ví dụ như là mình để là 20 pixel. Phải đó, phân cách với nhau bởi dấu phẩy. Rồi, đây các bạn xem này.
đúng không? Nó sẽ cách ra một tí, đúng không? Bây giờ nó đang hơi sát lề, đúng không? Thì chúng ta sẽ thực hiện padding cái cạc này, đúng không? Thì đây cái thằng try này thì các bạn sẽ đặt chuột vào try này, các bạn ấn on enter này, các bạn sẽ wrap cho mình cái thằng padding ở bên phía bên ngoài. Nó sẽ chuyển cái thằng column vào thuộc tính try của cái thằng padding, đúng không? Ví dụ như là mình để padding ví dụ như là 10 pixel. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đó. Đúng không? Đó, bây giờ nó đã có padding rồi. Được chưa? Rồi thì đúng tính chất của cái thằng stack thì có phải là cái thằng card này các bạn khai báo sau nó sẽ đè lên trên cái thằng thằng nền container ở phía đằng trước, đúng không? Đây, nó đè lên lên cái thằng màu xanh này. Đúng chưa? Đó. Ok. Rồi bây giờ việc của chúng ta chúng ta đã thực hiện cái việc đè lên được rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ cần căn chỉnh cho cái thằng card này nó phía cuối màn hình là xong. Đơn giản như vậy thôi, đúng không? Thì đây, ở cái video trước mình đã giới thiệu cho các bạn một cái thằng widget, đó chính là cái thằng positioner. Đây cái thằng này sẽ giúp các bạn căn chỉnh cái vị trí của một cái layout nào đó ở trong cái thằng stack, đúng không? Của một cái widget nào đó trong cái thằng stack. Thì đây các bạn sẽ wrap cho mình cái thằng card này này. Đây. Các bạn sẽ wrap cho mình cái thằng card này. Đây các bạn ấn on enter này, chúng ta sẽ chọn wrap widget, đúng không? Sau đó các bạn gõ widget vào đây. Chính là cái thằng position L như thế này. Đó. Rồi các bạn sẽ căn chỉnh cho mình, thứ nhất đó là nó sẽ cách cái bottom, tức là cái phía bên dưới màn hình. Ví dụ như là mình để 20 pixel, đúng không? Cách phía bên trái ví dụ như là 10. Cách phía bên phải right 10. Ví dụ như vậy. Ok. Rồi. Đó, cái thằng cạc này bây giờ chúng ta sẽ đặt trong một cái thằng positioner, đúng không? Và chúng ta sẽ để trong cái thằng stack. Ok, đây các bạn xem kết quả. Đó. Đúng không? Vậy là chúng ta đã có được một cái giao diện nó khá giống với lại cái yêu cầu mà chúng ta muốn thực hiện ngay đầu video. Đây các bạn nhìn thấy. Ở phía bên dưới bây giờ chúng ta chỉ cần có một cái ảnh, đúng không? Và chúng ta sẽ ném cái ảnh đó vào trong cái thằng container này là chúng ta hoàn thành được 100%, đúng không? Hiện tại ở đây thì chúng ta mới thay hình thành được khoảng 90%, bởi vì chúng ta chưa tìm hiểu cái widget image trong cái thằng Flutter. Ok chưa? Đó thì các bạn nhìn thấy rằng cái giao diện nó đơn giản như thế này thôi, nhưng đây, code thì cơ bản là chúng ta sẽ kết hợp, chúng ta sử dụng stack này, container, đúng không? Positioner, card này, rồi thì rounded rectangle border, đúng không? Padding, column, text size box. Đó. Text style. Kiểu kiểu như vậy. Đó thì tất nhiên là cái giao diện này nó rất là đơn giản, đúng không? Mình làm demo thì nó làm đơn giản như vậy thôi, thì các bạn sẽ dần dần nhé, các bạn sẽ tìm những cái giao diện nó phức tạp hơn để các bạn có thể thử xem là mình đã làm chủ được những cái widget của cái thằng Flutter hay chưa nhá. Ok. Rồi cái video này thì mình tạm dừng ở đây thôi. Trong cái video sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta xây dựng cái giao diện là trong cái ảnh thứ hai. Đây mình đã sưu tập ở đây rồi, chúng ta chỉ cần thực hiện thôi, đúng không? Ok. Thì hẹn gặp tất cả bạn trong những cái video sau nhá. Cái video này thì mình tạm dừng ở đây thôi. Có gì không hiểu thì các bạn có thể comment phía bên dưới. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông để nhận thông báo khi mình ra video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.